Nhưng cô bé lại từ chối yêu cầu gặp mặt của anh. Người mẹ đi tới trường con gái. Anh muốn giáo viên đứng ra làm chứng cho con gái, chứng minh con gái ở trường cả phẩm chất và học tập đều tốt. Rất được thầy cô giáo yêu quý, thế nhưng lại chẳng có một giáo viên nào chịu ra mặt giúp Soi Dung. Bạn học của Soi Dung đưa cho người mẹ bản minh chứng. Bên trên có chữ ký của hơn 300 học sinh, cậu bạn học mà Soi Dung thích hồi còn sống nói với người mẹ. Hôm ấy cậu nên đưa Soi Dung trở về, nếu như hôm ấy cậu có mặt ở đó thì bi kịch sẽ không xảy ra. Không phải vậy đâu, cảm ơn cháu nhiều nhé, chê chi nào. Thế nhưng bản minh chứng có chữ ký của các học sinh lại chẳng có tác dụng gì trước tòa. Thẩm phán cũng đưa ra lời phê bình đối với công tố viên Trung U. Thứ tòa án cần là chứng cứ chứ không phải là sự đồng cảm của các bạn học. Công tố viên Trung U yêu cầu VK Jun giải thích. Bố của người chết đã từng nghe thấy giọng của con gái trong camera hành trình của chiếc xe. Anh yêu cầu VK Jun nói ra tên họ của người phụ nữ kia. Thế nhưng VK Jun lúc này lại bắt đầu diễn trò. Anh ta nói tối đó quả thực do trời quá tối nên không nhìn rõ, vì thế khiến cho một bé gái bị thiệt mạng. Sau khi anh ta biết mình đâm trúng người thì vô cùng hoảng hốt, anh ta cũng bày tỏ sự đồng cảm với bố của cô bé, nhưng anh ta lại không chịu nói ra tên của người phụ nữ ở trên xe mình. Sau khi vụ án này kết thúc, anh ta sẽ đưa ra tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Những lời nói giả dối của hắn đã được rất nhiều fan hâm mộ đồng cảm. Luật sư biện hộ lúc này cũng bắt đầu đánh nặng tìm nhẹ, nói rằng VK Jun tình nguyện nhận tội đã đủ để chứng minh bản tính lương thiện của anh ta. Thẩm phán lại tuyên bố tạm dừng phiên tòa. Thế nhưng người mẹ lại chẳng hề rời đi. Cô cầm theo toàn bộ nhật ký của con gái từ lớp 1 đến cấp 3. Cô muốn thẩm phán nhìn thấy bản tính lương thiện của con gái mình. Thẩm phán bảo người mẹ hãy giao nộp nó lên tòa án để làm chứng cứ. Người mẹ nói tòa án từ chối đề nghị dùng nhật ký làm chứng cứ. Thế nhưng thẩm phán lại lấy lý do tòa án có quy định thẩm phán không thể gặp mặt riêng gia quyến của đương sự để nhanh chóng rời đi. Điều này khiến người mẹ vừa buồn lại vừa bất lực. Hôm sau người mẹ như thường lệ đi vào phòng gọi con gái dậy. Có vẻ như trong tâm thức của cô thì con gái vẫn còn sống. Hong Suk mau dạy dỗ con gái của anh đi này. Nó lại nói không ăn sáng đây này, con sẽ bị bố mắng cho xem. Bác sĩ nói với Hong Suk, vợ anh bởi vì áp lực quá độ nên đã mắc chứng trầm cảm, buộc phải nằm viện để tiếp nhận điều trị. Người vợ nói với anh rằng cô biết con